Hôm nay đầu tháng chúng ta sẽ đến với một cái video chỉ có tiền và vàng và ngọc nhá. Anh chị, đây là một cái sản phẩm mới dành cho hộp những cái đồ cao cấp. Chào anh chị, tôi là Tahi Phạm ở kênh Vàng Tahi Phạm. Hôm nay tôi có một cái món đồ đặc biệt tôi giới thiệu với anh chị. Đây là một cái vật phẩm mà để đựng những cái quà quý của anh chị, ví dụ như vàng bạc đá quý nhá. Đây, nó chính là cái này. Một cái dương đựng đựng tiền hoặc là đựng vàng. Ở trên cái khe này chúng ta sẽ có một cái khe đút tiền. Đây, nó giả sử như này. Một chút nữa tôi sẽ cho tiền thử vào cho anh chị xem nhé. Có thể là một cái để tiết kiệm. Và như này. Và chúng ta sẽ có khóa để mở ở đây. Chị nhìn nhé. Đấy, rất hiện đại. Mở trong này. Rồi, ok, hộp gấm luôn. Cái này thì chưa biết con nên bán cái này không, nhưng mà trước hết thì nó sẽ khuyến khích cho bác nào có đơn hàng khoảng 1-20 ngàn đô nhé, sẽ được tặng cái này nhé. Bốn xung quanh thì chi tiết là các con rơi ở bốn góc nhé. Chi tiết con rơi là chi tiết về tiền tài cho anh chị nào mà hiểu phong thủy anh chị biết rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái lô hộp mà tôi chuẩn bị trước. Chào anh chị theo dõi nhá. Ok, chào anh chị, bỏ cái đồng tiền này ra. Chị theo dõi video. Đây là dương đựng vàng và đá quý. Hoàng thần tài. Anh chị có thể để tôi chia sẻ với anh chị một vấn đề nhé. Cái vải đỏ này này cực kỳ hiệu quả nếu anh chị để đồ cổ. Tại vì đồ cổ là cái năng lượng âm cực kỳ lớn. Nếu mà tránh cái sát khí của đồ cổ, cứ để vải đỏ ở dưới diệt hết âm. Đấy là một cái cách để tôi học ở ông thầy của tôi. Đây là demo cho chị xem thôi, chứ còn đây chúng ta có thể để vàng này, có thể để đá quý này, đây là ngọc nefit này, có thể để nói chung là rất nhiều đá quý. Tiện hôm nay khoe ít đồ đá quý cho anh chị. Review luôn mấy đồ cho anh chị xem nhá. Đấy. Bác nào mà cứ cái này thì khả năng nếu mà anh em mà thấy ủng hộ tôi bán cái hộp này nhá. Hộp này có thể anh em để làm cái hộp đựng tiền luôn, kiểu như để ở trước bàn làm việc ấy, thi thoảng có bạn nào đến mà phong bì phong bao nhét vào đây, một ngày về đưa vợ xem được bao nhiêu tiền. Thích hợp cho anh chị nào mà có nhiều lộc. Đó, hộp đầu tiên chúng ta có rất nhiều món đồ. Đấy, tôi để loanh quanh thôi, đây là những cái hộp của tôi để tôi để bốn góc nhà. Rồng. Đó, ok, để xem hộp thứ hai chúng ta có gì nhá. Cho ta tới hộp sản phẩm thứ hai. Anh chị thấy đẹp không? Cái chi tiết này nói chung là mình nghĩ là cũng khá là ok. Những cái này viền là làm bằng đồng, hiện tại bằng đồng hết. Nếu mà anh chị nào mà mong muốn khảm vàng thì cũng ok luôn, chuyển hết thành vàng. Chắc là chi phí sản xuất trên cái này, ngoại trừ cái khóa này ra, cái khóa này thì mình sợ là làm vàng không được này. Nhưng còn những cái chi tiết này làm bằng vàng thì chắc là cùng lắm rơi vào tầm khoảng 5 chỉ thôi. Tổng khoảng 5 chỉ nếu mình dát mỏ. 5 chỉ nó có một vài cái đai, ngoài cái con này. Khoảng 5 chỉ, những 5-6 chỉ là ok. Hộp thứ hai nhá. Trong này chúng ta có những cái gì nhỉ? Chúng ta có ruby này, chúng ta có cái cụ này khả năng là anh chị chưa được nhìn thấy bao giờ đúng không? Đây là cụ cóc ruby Yên Bái. Chúng ta có, tôi để ở đây rất nhiều đá. Đây cho anh chị xem. Vốc thử một vốc. Của nhà trồng được. Đó.
những cái sản phẩm này như là những sản phẩm mà chuẩn bị tôi giới thiệu cho anh chị để tôi lên dẫn cho anh chị nhá. Để tôi để tạm vào trong này cho nó gọn. Ok, ở đây chúng ta có những cụ Phật Di Lặc như này, tóc vàng rất là đẹp. Cái bộ sản phẩm này thì chắc là tôi cũng sẽ giới thiệu với anh chị trong khoảng 2-3 hôm nữa, khi mà hệ thống dữ liệu của tôi nó ổn định lại thì bắt đầu những cái sản phẩm cao cấp này sẽ ra thị trường nhá. Những cái này thì tôi chưa có xử lý hết, tại vì phải chuyển thẻ ra thành cái sợi dây riêng, mỗi người một sợi thôi, tại vì giá trị này cái này rất là cao. Đây là hàng ruby của Myanmar đó. Một cái hộp này của tôi có những cái vanh quanh vậy thôi, rất nhiều đá con tỷ hưu. Thì thực tế là những cái hộp sản phẩm này thì anh chị có thể để bất cứ cái thứ gì đều được cả. Rồi ok, chúng ta đóng cái hộp này lại, mở ra luôn đi cho đẹp. Sang hộp sản phẩm thứ ba nhá. Đây là hộp mà tôi chuyên để những cái vòng thạch anh đẹp. Phòng này hôm trước hình như đã cho chị xem rồi nhưng tôi không trưng bày nữa, tôi sẽ cất đi. Vòng thạch anh VIP. Chúng ta sẽ có những cái miếng thạch anh tóc như này. Tôi để một bức tượng Phật ở trong này nữa. Chúng ta có một vài cái chấn trạch, ví dụ cái này, bức này bằng agate đỏ này, chạm long phụng. Và một vài cái vòng thạch anh loại cao cấp. Chia sẻ tiền cho anh chị xem luôn nhé. Anh chị nào nếu mà xem video này sau khi tôi up lên tầm khoảng dưới 5 phút thì anh chị có thể xem lại sau 10 phút nữa. Tại vì là chất lượng video Full HD thì nó sẽ lên sau 10 phút nhé. Còn lúc đầu thì anh chị sẽ không thể nhìn thấy những sản phẩm độ sáng sản phẩm này đâu. Đây là những cái đồ để dành nhá. Cất ở đây. Chúng ta nếu mà ngon thì chúng ta sẽ dùng tất cả là 5 cái hộp cho 4 phương vị và một phương vị trung tâm nữa là 5. Đấy, một cái vòng khá là ok sáng. Rồi, còn hộp thứ 5, hộp thứ 5 là hộp mà hộp đây. Hộp thứ 5 là hộp để cất tiền. Hộp cất tiền thì đừng có thể là đừng giao cho vợ nhá. Em vào đây. Hôm qua mới đi vay ngân hàng là một ít để chuẩn bị kinh doanh nên là cất ở đây nhá. Đó, thế thôi. Tất cả các sản phẩm đều gọn gàng và đơn giản như thế này. Đây là một cái đồ mà ở bên ngoài đây. Anh chị nhìn chi tiết này. Đó, mở này. Khóa tự mở lên. Bên trong là nhung đỏ nhá. Anh chị xem nếu mà thích cái sản phẩm này mà có thể mong muốn sở hữu thì thương mại tôi sẽ hỗ trợ anh chị để tôi nhập cái này về để tôi xử lý. Cái này là bên mảng gỗ với lại mảng dương quý, anh chị có thể làm bằng nhiều chất liệu khác nhau. Như đây sẽ là gỗ hương này, ta mở này ra đó, bên trong để tiền. Để được khoảng như cái hộp này tôi đoán chắc để được khoảng 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 cỡ tầm khoảng 400 triệu. Ok. Đây hôm nay lấy được hai vợ. Vợ tôi cứ giao là mỗi vợ 200. Rồi, quay lại một vòng cho anh chị xem cái những cái đồ của tôi. Sản phẩm của tôi sản xuất nhá. À, không sản xuất mà tôi để ở trong trong nhà nhá.
Anh chị nào mà có nhã kiểu như là cái tính dị dị như như sở thích tham khảo vui vẻ mà muốn sưu tập như tôi thì cũng có thể lấy cái này về, tôi hỗ trợ anh chị nhập hàng này về. Rồi, xin chào anh chị, tạm biệt anh chị trong video sau. Cái này là một cái video vui vui giới thiệu anh chị thôi. Thực ra là hôm nay là ngày đầu tháng. Đó, bây giờ cái đồ này nó về tôi thấy nó đỏ quá, tôi đăng lên để chia vui. Trước hết là cho tôi và thứ hai là mong chúc mong là tất cả anh chị xem video tôi có một tháng làm việc thật là thuận lợi và sức khỏe nhá, kiếm thật nhiều tiền. Rồi, cảm ơn, xin chào và tạm biệt. Đây là website chính thức của chúng tôi tại địa chỉ tahigem.vn. Anh chị cũng vào bằng trình duyệt. Trên đây cung cấp tất cả thông tin về sản phẩm của chúng tôi. Tiếp theo là cái fanpage đá quý cao cấp Tahi Game ở trên Facebook. Anh chị có thể tìm từ khóa ở trên màn hình nhé. Và fanpage tiếp theo nữa là fanpage Tahi Gold và bạc Tahi Phạm. Hai cái fanpage này chạy song song với nhau, đem hỗ trợ với nhau về sản phẩm. Và cảm ơn anh chị.